Để đảm bảo an toàn giao thông, thời gian qua, Công an huyện Lâm Hà đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm xử lý và chấn chỉnh tình trạng xe chở hàng quá tải trên địa bàn. Tuy nhiên, do thiếu trang thiết bị như máy cân, máy đo tốc độ, kèm theo ý thức coi thường quy định của pháp luật của chủ phương tiện, khiến việc quản lý hoạt động xe quá khổ quá tải ở Lâm Hà gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thời gian gần đây, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Lâm Hà liên tục bị xuống cấp. Trong nhiều nguyên nhân thì có một phần do xe ô tô chở quá tải lưu thông. Đơn cử như tuyến đường liên xã Đà Đờn, Phi Tô, Nam Bang. Mặc dù được cải tạo sửa chữa, nhưng được một thời gian ngắn lại hư hỏng. Nguyên nhân do hàng ngày trên tuyến đường này rất nhiều phương tiện trọng tải vận chuyển cát đá lưu thông. Xe chở cát ấy, họ cũng lưu thông qua đây nhiều. Đấy, mà xe toàn là xe rất là to thì ảnh hưởng nhiều đến con đường này. Khi trời mưa thì cái xe cát nó qua là cái đường nát hết. Trong này thì lực lượng công an họ cũng thường xuyên tuần tra trong này. Tuy nhiên thì cái xe cát này nhiều lúc họ cũng thấy xử phạt ở đây nhưng mà không hiểu sao là thấy nó vẫn lưu thông nhiều. Không chỉ các tuyến liên xã, tỉnh lộ, quốc lộ, thậm chí những tuyến giao thông liên thôn, xe quá tải cũng tung hoành, khó kiểm soát và trở thành vấn nạn hết sức nhức nhối. Xe tải chở đất quá nhiều, thành ra đường nó mới hư. Không những là thôn ở Tân Tiến, trong thôn Tân Đức đường vẫn hư rất là nhiều. Từ đầu năm 2017 đến nay, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Lâm Hà phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra xử phạt gần 200 trường hợp xe chở quá tải, quá khổ, vượt khối lượng từ 20 đến 100%, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp so với thực tế đang diễn ra. Ngoài thiếu trên thiết bị như máy cân, lỗi lớn nhất là ý thức của chủ phương tiện vận tải coi thường pháp luật. Cảnh sát giao thông Lâm Hà nhận định trên địa bàn huyện hiện nay, việc phát triển hạ tầng, xây dựng các công trình cơ bản đang phát triển. Kèm theo đó, nhu cầu chuyên chở vật liệu xây dựng cũng tăng cao. Đó cũng là nguyên nhân khiến các phương tiện chở quá khổ, quá tải. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện, chúng tôi chỉ được làm việc đối với các cái tuyến đường tỉnh lộ 725 và các cái đường liên thôn liên xã. Còn đối với tuyến quốc lộ ấy, là giao cho các phòng BC67 quản lý. Thì trên tuyến quốc lộ mà đối với địa bàn thị trấn Nam Bang ấy, thì lực lượng cảnh sát giao thông cấp huyện chúng tôi là chỉ được xử lý đối với những cái lỗi mà mắt thường nhìn thấy được. Còn đối với những cái lỗi mà quá tải thì là chúng tôi là không có thẩm quyền để mà xử lý. Còn muốn xử lý thì chúng tôi phải kết hợp với phòng cảnh sát BC67. Cái khó khăn nữa là về cái sau khi mà xử lý đối với phương quá tải ấy, là về mặt là yêu cầu là buộc phải là quá tải là phải hạ tải. Nhưng mà tuy nhiên hiện nay là kho bãi là của xây là chúng tôi chưa được có. Thống kê của Công an Lâm Hà, trên địa bàn huyện hiện có hơn 100 xe ô tô có trọng tải nặng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng phương tiện này tăng khá cao. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tăng cường quản lý, chấn chỉnh xe quá tải trọng, đảm bảo an toàn hạ tầng và an toàn giao thông, huyện Lâm Hà đã tổ chức gặp gỡ các chủ doanh nghiệp vận tải, tổ chức ký cam kết, chấp hành, thực hiện các quy định chuyên chở hàng hóa. Huyện đã thành lập cái đội công tác liên ngành trực tiếp tham gia kiểm tra giám sát trên tất cả các cái tuyến đường, và chúng tôi là quản lý ngay từ gốc, ví dụ như chở vật liệu xây dựng, chở cát, chở đất đá thì chúng tôi quản lý ngay từ ở các cái mỏ cát, các cái mỏ đất, rồi trên cơ sở đó thì tuyên truyền cho các cái chủ phương tiện. Chúng tôi tiếp tục kiểm tra trực tiếp hàng ngày là cái tổ tuần tra kiểm soát này là làm việc. Để công tác quản lý và ngăn chặn xe quá khổ quá tải, phá hỏng hạ tầng giao thông, gây mất an toàn giao thông, ngoài trách nhiệm của các ngành chức năng, thì chính các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và các lái xe cần nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định luật an toàn giao thông đường bộ trong tình hình hiện nay.